bán review phim full hạ tầng tại Việt Nam thuộc công ty truyền thông Hoàng Vũ. Thúc vừa mới nói ai sẽ bị chặt đầu hả? Thúc vừa nói ai sẽ bị chặt đầu chứ hả? Tại sao? Có ai ở ngoài đó không? Có ai ngoài đó không vậy? Ngươi là cô nương mà ta thấy ở nhà xanh mà. Điện hạ vẫn nhớ ta sao? Sao ngươi lại vào được đây chứ? Ta cần phải đi đến một nơi ngay lập tức. Ngựa của ta, ngài có cần không? Ôi không, người này chính là phó chánh án Han, Han Gyu-ho. Người đã to gan dám mạo danh thái tử ta, phải để xử phạt y cũng như làm gương cho bá tánh. Đích thân ta sẽ lấy đầu của y. Gia Hinh à, gia đi ơi, ra ngoài, đi ra ngoài. Cha của ta đã làm gì để xứng đáng bị đối xử như vậy? Tha cho ông ấy đi, thái tử đi. Thái tử, phó chánh án đã làm gì sai mà phải chịu xử phạt hả? Xin hãy tha mạng cho phó chánh án. Xin hãy tha mạng cho phó chánh án. Ta đây đã giả truyền chỉ dụ của thái tử và là trọng tội của Dương quốc. Ta nguyện dùng mạng mình để trả giá. Hãy để cho thái tử lấy đầu của ta trong hôm nay để làm gương cho Lê Chân bá tánh. Đừng mà cha, không, không.
không được đâu. Cha ơi, học giả Gubo ơi, lấy đầu ta thì trong lòng ngươi sẽ hằn một vết sẹo mãi mãi. Có điều ngươi phải vượt qua. Không, không, hãy dừng tay lại đi. Dừng tay lại, dừng tay lại đi. Cứ hành hình đi. Dừng tay lại. Không được. Xin người đó, đừng có để nữ tử của ta chứng kiến cảnh ta bị hành hình ngay trước mắt nó. Dừng tay lại đi. Thái tử sao? Lấy gì chứng minh ngươi là thái tử? Thái tử điện hạ. Đích thân thái tử điện hạ đã lấy đầu phó chánh án Han rồi. Một lão già tên Gubo muốn xin được diện kiến ngài. Giờ tôi phải làm sao đây? Để ta vào. Ta muốn nói chuyện với đèn ngốc. Các ngươi tránh ra. Để ta vào. Phải lịch sự với ngài ấy. Cái tách này nó sẽ không bao giờ có thể làm đầy được. Ha 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 ha
Gubo, ngài lại một lần nữa đã khai sáng đầu óc cho ta. Cũng khá lâu rồi, lúc ta đến nhà gặp ngài, tôi đã trung thành một cách hết lòng. Cứ vậy mà thế tử vô tội đã phải chết vì tôi. Giờ tôi phải làm gì để mà không còn phải sống trong cảnh nô lệ nữa đây? Giờ tôi phải làm gì để bảo vệ những người đáng quý bên cạnh của mình đây? Lúc đó ngài đã nói gì với ta, có nhớ không? Khi ngươi nhận ra sức mạnh của bản thân, ngươi trở thành chủ nhân thay vì làm chó. Người ta có thể đánh đập hoặc khinh thường đám chó họ nuôi, tuy nhiên bọn chúng lại rất sợ những con chó hoang. Ngươi biết tại sao lại vậy không? Bởi vì họ sợ chúng. Hãy trở thành một chủ nhân. Nếu ngươi tin rằng mình là một ông chủ và hành động như một ông chủ, thì không ai dám đối xử với ngươi như một nô lệ. Ta không còn là kẻ nô lệ vâng theo lệnh chủ nữa. Giờ thì ai ai cũng phải khiếp sợ danh ta. Lúc đó ta không hề có ý này. Ý ngài chính là vậy. Nếu ngươi lạm quyền và tiếp tục làm bá tánh lầm than, ngươi khác gì chế độ cầm quyền mà ngươi từng chán ghét đâu chứ? Chưa bao giờ. Ta nói sẽ làm khác với những gì bọn chúng làm cho ta. Sao? Ngài không mong đợi ta có được nhiều quyền lực hơn hoàng thượng sao? Ngươi từ bỏ ý muốn làm người rồi sao? Ngươi là đồ mất hết nhân tính. Gubo à, câu trả lời thông thái của ngài lại một lần nữa khai sáng đầu óc cho ta. Chuyện hôm nay ta sẽ không tính toán với ngài. Ngươi nói gì? Có điều ngài hãy nhớ điều này. Miệng lưỡi thông minh có thể cứu mạng ngài hoặc giết chết lê dân bá tánh. Haru itul jina saraganeun ge eulmana himi deuneunji molla. Neoman eopseul bunin-de, 너만 없을 뿐인데, 난 오늘도 이렇게 운다. 내가 사랑할 사람 그대, 내가 아파할 사람 그대.